Hello, xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo em chúng tôi nhé. Nam này sẽ tiếp tục của hành trình là làm nhà bằng tre mà em cùng theo dõi nhé. Đấy thôi, cẩn thận là đổ mất đấy. Nó thấp thấp thôi kìa. Cái viên dưới nó chắc chắc vào, cái viên dưới nó đang ở trong này luôn này. Xem vừa cái nồi vào đấy chưa? Vừa chưa? Cái dao chở cái này vào đi. Chính thì chưa tiếp. Đây là dao này. Đôi ra, chỉ chở đôi ra nhé. Một cái chở ra hồi 4. Cái chỗ này bị trước thì chở vào cái chỗ bị trước này nhé. Những cái to đấy phải chỉ ra thành 6 chưa ạ? Cái rác thì tay sạch. Chỉ ra thành 6 chưa nhá? Chưa rồi. Chỉ ra thành 6 nhá. Hả? Cái này ạ? Ừ. Cái này chỉ ra thành 3 nữa. Một cái này, một cái kia chỉ ra thành 6 ấy. Đây, vót. Vót một cái làm mẫu. Đây kia nhá. Vót như thế này chứ xong rác như thế này rồi nhá. Rác mịn mịn rồi nhá. Xong rồi tí nữa anh mang cái fit lại cho mày fit lại lấy cái tí mà ngồi mà ăn nhá. Kể nó cái đấy xong rồi rác đi. Rác đi xong cho đủ. Xong anh mang cái fit lại này cho mày fit.
ban thế, đặt em đặt vào rồi em không ấy, em đừng tự ban thế không ấy, kia nó không đều. Nhá. Để ý điện thoại nhá. Anh đi tô nhé. Vâng.
32. Cái quả thằng Tiến nó về ngày mai nó quay ra đây làm không? Nghỉ luôn à? Không không đi làm, đi làm 4 hôm thì nghỉ ốm, 3 hôm thì ăn chịu, nó hôm qua vẫn còn đi chơi được. Đúng anh thử á? Thử có 32 phút rồi. Thấy ít đấy. Sáng rồi mà gái rồi. Này mà gái thứ 4 á. Này mà gái thứ 4. Hả? 11 rưỡi. Tối tâm lý anh quay máy này. Quay đừng để chiếu sang bên này nhá.
Vâng. Hôm nay mình sẽ đi lấy củi về để nấu mình ăn trưa nha mọi người. Quang ơi, vứt cho một con gà. Thank you.
Thank you.
gói chưa? Dạ. Em ăn 10 gói. Anh hả? 2 hay 3 gói? Ừ. Cái đấy có 5 gói hay sao á? Khoai luôn ở cho anh nha. Dạ. Nếu như sao cầm 4 gói thôi. Nếu mà mày có đói thì ăn thôi. Trứng thì cho tất vào được rồi nè. Dạ. Sang kia đi cả nắng rồi. Kien, để điện thoại lên chỗ râm râm đi rồi. Chào mọi người nha, video tiếp tục tại đây. Mọi người và những video tiếp theo của mình.